Đây là một loài lan rừng có tên là hải yến. Thì hoa lan hải yến này đã có trong vườn mình được hơn 5 năm. Mình trồng từ lúc nó còn nhỏ, tầm 3-4 cặp lá. Giờ nó đã gấp đôi số lượng lá và hoa rất dễ cho hoa. Hàng năm thì tới tầm tháng 6 dương lịch là nó sẽ cho hoa thôi, chứ không cần phải phân bón gì nhiều. Hoa hải yến thì lúc đầu mình chơi á, mình hay nhầm lẫn nó với lại lan ngọc điểm. Tuy lá nó không hề giống chút nào, lý do là cái hoa ngọc điểm á, nó cũng có cái đầu hoa, cái môi của hoa nó màu tím như vậy. Nhưng hoa ngọc điểm thì nó rủ xuống, còn hoa lan hải yến này thì nó cái ngồng nó đi ngược lên trên. Lan rừng thì đa số loài nào cũng có hương thơm, hải yến cũng vậy. Lan hải yến có mùi thơm nhẹ, màu tím nhẹ nhàng, rất là bắt mắt. Còn đây là khi so với tay mình thì hoa hải yến nó không phải là loại bông to. Bởi vậy mấy bạn nên trồng ghép nhiều cây lại với nhau, để khi mà nó ra, mỗi cây nó ra một con như vậy thì sẽ rất là đẹp. Giá thể mình trồng thì cũng dùng hoàn toàn bằng than củi. Còn cái bịch này đã là mình bỏ phân tan chậm của Nhật Bản. Bên này cũng là một cây hải yến, nhưng mà cây hải yến này rất đặc biệt. Đó là nó đột biến, bông nó ra trắng hoàn toàn, không có một chút xanh tím nào lẫn vào. Một ngồng hoa nhỏ nhỏ như vậy thôi, nhưng mà phải đếm thì cũng phải 5-60 hoa từ gốc tới ngọn, nó nở dày đặc như thế này.